Tỷ trọng xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga sang EU trong tháng 5 vẫn cao hơn khối lượng cung cấp khí đốt từ Anh. Dữ liệu từ cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu vừa công bố cho thấy là gã khổng, nộ, gã khổng lồ năng lượng Gazprom của Nga vẫn tiếp tục cung cấp hơn 40 triệu mét khối mỗi ngày cho thị trường châu Âu. Dữ liệu của cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu cho thấy Gazprom của Nga vẫn tiếp tục cung cấp 40,6 triệu mét khối LNG mỗi ngày cho quá trình vận chuyển đến Tây và Trung Âu qua lãnh thổ Ukraine thông qua trạm bơm khí xuất ra. Vào năm 2023, LNG đã trở thành nguồn khí đốt chính của EU, chiếm 35% tổng lượng nhập khẩu vào khối, theo mạng lưới các nhà vận hành hệ thống truyền dẫn khí đốt của châu Âu. Nguồn cung cấp khí đốt từ khu vực Biển Bắc, chủ yếu từ Naui, chiếm 26% lượng nhập khẩu kể từ đầu năm và 12% được rút từ các cơ sở lưu trữ dưới lòng đất. Dữ liệu cũng cho thấy các kho dự trữ khí đốt của EU hiện đầy 68,87% do lượng bơm khí đốt giảm 31% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm 2022, thể hiện lượng khí đốt nạp vào thấp nhất trong những năm gần đây. Báo cáo mới đây của cơ quan xếp hạng Moody's dự báo là tăng trưởng ở các nền kinh tế tiên tiến quan trọng nói chung sẽ rất yếu trong năm nay. Trong đó thì các nền kinh tế như là Mỹ, Anh và Đức có thể ghi nhận suy thoái nhẹ. Theo báo cáo của Moody's, tăng trưởng GDP thực tế trong G20 sẽ giảm xuống 2,1% trong năm 2023 và 2,2% vào năm 2024, từ mức 2,7% trong năm 2022. Rủi ro từ lạm phát hoặc lây lan tài chính được cho là rất cao, trong khi các nhà hoạch định chính sách Mỹ đã đạt được thỏa thuận dự kiến về giới hạn trần nợ công quốc gia để tránh nguy cơ vỡ nợ, các chuyên gia Moody dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ sẽ vào khoảng 1% trong năm 2023 và 2024, thấp hơn đáng kể so với mức 2,1% ghi nhận trong năm 2022. Kỳ vọng tăng trưởng của tổ chức này đã được kết hợp với sự sụt giảm đáng kể trong nhu cầu tín dụng chung do lãi suất cao. Ngoài ra, Pháp và Italia cũng được dự báo sẽ ghi nhận các hoạt động kinh tế trì trệ trong năm nay. Chính phủ Cộng hòa Séc đang có kế hoạch tăng hạn ngạch tuyển dụng lao động có kỹ năng từ các nước ngoài Liên minh châu Âu lên hơn 5.000. Đối tượng hướng đến là các lao động đến từ Philippines, Mông Cổ và Indonesia. Trong bối cảnh thiếu nhân lực trong nước, Bộ Nội vụ Séc đã đề xuất tăng hạn ngạch tuyển dụng lao động Philippines từ 2.500 lên 3.000 người mỗi năm, trong khi lượng lao động từ Mông Cổ sẽ tăng lên 2.000 người mỗi năm và Indonesia sẽ tăng thêm 300 lao động có trình độ. Cộng hòa Séc bắt đầu cấp hạn ngạch tuyển dụng lao động người nước ngoài đủ điều kiện cho các quốc gia bên ngoài Liên minh châu Âu EU từ tháng 9 năm 2019. Số lượng cụ thể ở từng quốc gia do chính phủ Séc quy định và được đánh giá lại sau một thời gian. Sau khi xảy ra xung đột tại Ukraine, chính phủ Séc đã chuyển một phần hạn ngạch tuyển dụng lao động Ukraine sang các nước khác kể từ tháng 9 năm 2022. Bộ Y tế Thái Lan vừa thử nghiệm thành công một thiết bị bay không người lái có khả năng thực hiện hành trình dài 12 km trên biển. Thiết bị này sẽ hỗ trợ vận chuyển thuốc từ đất liền đến một bệnh viện ở đảo Phu thuộc tỉnh miền Nam Satun. Đại diện Bộ Y tế Thái Lan cho biết, việc thử nghiệm thiết bị bay không người lái vận chuyển thuốc là một phần của quá trình số hóa dịch vụ y tế ở nước này. Đây là lần đầu tiên Thái Lan chứng kiến một máy bay không người lái bay qua biển để vận chuyển thuốc. Thiết bị Swoop Kukabura Mark 3 là một sáng tạo của công ty dịch vụ thiết bị bay không người lái Skypost có trụ sở tại London, Anh và Swoop Aero trụ sở tại Melbourne, Australia. Trọng lượng 17 kg và có thể chở những gói hàng nặng tới 3 kg với tốc độ nhanh nhất là 68 km h Ngoài ra, thiết bị này có thể bay liên tục trong 68 phút và có thể hoạt động trong mưa ở mức độ dưới 10 mm trên giờ thiết bị được dẫn đường bằng liên lạc vệ tinh có thể hoạt động trên toàn quốc việc thử nghiệm máy bay không người lái thành công sẽ giúp người sống ở vùng sâu vùng xa của thái lan được tiếp cận với thuốc men và các dịch vụ y tế nhất là trong các tình huống khẩn cấp như thiên tai